Sau gần 2 ngày làm việc, chiều ngày 29 tháng 9, Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Đại hội tiến hành với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương yêu cầu trong thời gian tới, Công đoàn tỉnh An Giang cần tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng công tác phát triển đoàn viên, ưu tiên tập trung nguồn lực thực hiện các khâu đột phá. Ngay sau đại hội, đề nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang khóa mới khẩn trương xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện nghị quyết với các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, ưu tiên nguồn lực để thực hiện các khâu đột phá, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc xây dựng và ban hành quy chế hoạt động. Tại đại hội, ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang cũng mong muốn các cấp công đoàn tỉnh An Giang sẽ tiếp tục chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động trong tình hình mới. Công đoàn An Giang tiếp tục thực sự là địa chỉ, là chỗ dựa vững chắc nhất về niềm tin và cuộc sống của công nhân lao động tỉnh nhà, là nơi không những tạo ra nhân lực và vật lực cho xã hội mà còn là nơi cung cấp nhân tài cho quê hương bác tôn kính mến. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang lần thứ 11 gồm 39 ủy viên, Ban thường vụ gồm 13 ủy viên. Ông Lâm Thành Sĩ đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2023-2028. Ngay sau khi đại hội kết thúc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã có cuộc trao đổi nhanh với báo Lao động về trọng tâm nội dung hoạt động của Công đoàn tỉnh An Giang trong nhiệm kỳ mới. Các cấp công đoàn cũng nên chú ý tổ chức những cái địa điểm cũng như là tìm những cái nguồn hỗ trợ, một mặt là hỗ trợ về công nghệ thông tin, hỗ trợ về các cái chi phí, các cái gói ưu đãi để làm sao mà người lao động sử dụng những công nghệ đó thì không phải lo cái chi phí, khẩn trương tích cực trong cái việc mà cung cấp những cái thông tin cũng như là đăng ký trình bày những cái nguyện vọng của họ gửi đến công đoàn các cấp chúng ta một cách nhanh chóng và chính xác. Cũng theo ông Sĩ, nếu mô hình này được triển khai và nhân rộng trong tổ chức công đoàn, nhất là trong công nhân, sẽ giúp hoạt động chăm lo của tỉnh trở nên thiết thực hơn, đến gần hơn với mọi người.